lúc này thì cặp đôi Dimawan Nikatut đã lội ngược dòng và đang tạm dẫn trước là 19-14. Thêm một điểm nữa cho Dimawan và Nikatut. 20-14. Hôm nay thì ở nội dung đôi nữ thì có tổng cộng là 32 cặp đôi đăng ký tham dự. Giải năm ngoái, giải năm 2013 thì đôi nữ của Hàn Quốc là Han Rako và Hai Won Ju. Tỷ số của trận chung kết đôi nữ, tỷ số của set đấu thứ hai là 21-15, 10-19. Match point cho cặp Dia và Sari. Khoảng cách là rất khó sàng lấp. Rất căng thẳng. Cầu trong sân và như vậy trận đấu đã kết lại chiến thắng 2-1 của bộ đôi Marita Dia và Putri Sari. Như vậy cặp đôi người Indonesia Marita Dia và Putri Sari đã đăng quang nội dung đôi nữ giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2014. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì buổi tường thuật